cao xịt thơm và làm phẳng quần áo 270 ml hương Việt quất quần áo tinh tươm cho ngày mới tốt lành. Bạn tốn nhiều thời gian để ủi đồ, bạn phải dùng dầu xả khi giặt đồ. Này đã có xịt thơm và làm phẳng quần áo cao sẽ giúp bạn giải quyết ngay được hai công việc trên nhưng không tốn quá nhiều thời gian. Với nhiều hương thơm nhẹ nhàng khác nhau giúp người dùng có thể lựa chọn theo sở thích bản thân. Chỉ cần 2, 3 lần xịt lên áo, quần áo sẽ vừa thơm vừa phẳng mà không tốn quá nhiều công sức. Với xịt thơm và làm phẳng quần áo cao thay vì là quần áo mỗi ngày, từ nay nhà nhà không phải lo lắng khi không có thời gian ủi quần áo nữa rồi. Xịt thơm và làm phẳng quần áo với dung tích 270ml mang đến sự tiện lợi tối ưu cho mọi người dùng. Công dụng của xịt thơm và làm phẳng quần áo 270ml cao, tạo cho quần áo hương thơm thanh mát và ngọt nhẹ. Chất kháng khuẩn giúp ngăn tiết mồ hôi và vi khuẩn trên quần áo. Đặc biệt còn có tác dụng giúp làm phẳng quần áo bị nhăn. Lưu ý khi sử dụng. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, để xa tầm tay trẻ em. Giới thiệu về thương hiệu cao. Tập đoàn Cao phát triển kinh doanh sản phẩm tiêu dùng cho mọi tầng lớp khách hàng nói chung ở 4 lĩnh vực. Mỹ phẩm, chăm sóc da và tóc, chăm sóc sức khỏe con người, chăm sóc vải sợi và vệ sinh nhà cửa. Tập đoàn Cao tin rằng thông qua các lĩnh vực kinh doanh này, chúng tôi có thể đóng góp để đem lại sự thỏa mãn và làm phong phú cuộc sống của mọi người trên toàn thế giới.